chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh chia sẻ mẫu nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc nội thất ATZ. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình cũng như tích vào quả chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, hãy đến với thiết kế đẹp nhất của ngày hôm nay. Trên màn hình như quý vị đang thấy là mẫu nhà mái thái 2 tầng được nhà đẹp ATZ thiết kế cho gia đình anh Khánh tại Nam Định. Khi về khảo sát thiết kế ngôi nhà này, yêu cầu mà anh Khánh đặt ra là thiết kế cho anh một ngôi nhà mái thái 2 tầng với đầy đủ công năng, bao gồm 3 phòng ngủ, có phòng khách, bếp, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung và khu vực sân phơi cho gia đình. Anh yêu cầu không trang trí quá nhiều chi tiết rườm rà, phức tạp nhưng vẫn phải nổi bật nhất khu vực và vừa vặn với khổ đất của gia đình anh. Dựa vào diện tích lô đất, hướng đất và yêu cầu của gia đình, nhà đẹp ATZ và chủ nhà đã bàn bạc và đưa ra rất nhiều phương án để đi đến sự thống nhất chung. Mẫu nhà mà quý vị đang theo dõi trên màn hình, gia chủ rất ưng ý và hài lòng. Ngôi nhà vừa có nét hiện đại của xu thế, vừa giữ được những nét truyền thống của người Việt. Sự tinh tế, sang trọng toát lên từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngôi nhà được thiết kế với tổng diện tích sử dụng khoảng 200m², bao gồm cả hai sàn, với công năng bao gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, một phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một khu vực sân phơi và hai khu vệ sinh được phân bố đều ở hai tầng. Khi lựa chọn màu sắc hay cách bố trí nội ngoại thất, chúng tôi luôn căn cứ vào phong thủy của chủ nhà và tính thẩm mỹ của công trình. Ở đây, chủ nhà thuộc cung khảm, mệnh mộc, đông tứ mệnh. Vì vậy, chúng tôi sử dụng sơn tường màu trắng kết hợp với điểm nhấn là các chi tiết phào chỉ được sơn màu xanh dương. Mái ngói màu xanh đen hòa quyện vào tổng thể hài hòa, cân đối. Thiết kế đơn giản nhưng không hề đơn điệu, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cũng vô cùng tinh tế và sang trọng. Ngôi nhà đã thể hiện được tính cách cũng như vị thế của gia chủ. Màu trắng là màu trung tính, nó phù hợp với mọi lối thiết kế và dễ dàng kết hợp với các màu sắc khác. Đây là một trong những màu sắc mà quý vị nên cân nhắc sử dụng cho thiết kế ngôi nhà của mình. Có thể thấy, phần ngoại thất chúng ta không trang trí quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phức tạp mà chỉ tập trung vào màu sắc và hình khối để làm nổi bật công trình. Với lối thiết kế tối giản này, không gian ngoại thất của ngôi nhà thoáng đãng và rộng rãi hơn, rất tinh tế và hiện đại. Công trình nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn từ hình khối vững chắc, màu sắc ngoại thất hài hòa, bố cục hợp lý, tinh xảo, mang đến không gian kiến trúc hoàn hảo cho ngôi nhà. Ngôi nhà hoàn toàn phù hợp với quan niệm nhà cao cửa rộng của cha ông ta. Chân móng được ốp đá dối tối màu, bao quanh chân tường được sơn màu xanh dương, vừa giúp tôn cao nền móng, tạo bố cục hài hòa, vừa tránh bụi bẩn, cũng như khi thời tiết xấu sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan của ngôi nhà. Thiết kế hệ thống bồn hoa và cây cảnh tại mặt tiền sảnh chính vừa có tác dụng làm đẹp cho không gian xung quanh nhà, vừa giúp lưu thông và điều hòa không khí. Bên dưới và bên trên bậc cửa sổ, chúng tôi sử dụng ốp gạch inox màu nâu tối, vừa tạo hình khối, vừa là điểm nhấn riêng trang trí cho ngôi nhà thêm lung linh. Tại sảnh chính, được bố trí thiết kế hệ thống cột chịu lực khối vuông, chạy thẳng từ thân móng tầng 1 đến mặt tiền ban công tầng 2, giúp đảm bảo kết cấu tải trọng. Chân hệ cột được đắp đá tự nhiên màu nâu đỏ. Đầu cột được trang trí bằng các đường kẻ chỉ bán to trên nền trắng của thân cột, vừa là điểm nhấn, vừa giúp công trình phô diễn những đường nét kiên cố, vững chãi. Với thiết kế hệ cột như vậy, khoảng không phía trước của căn nhà trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất nhiều, tạo cảm giác cứng nhắc do những khối bê tông khô cứng mang lại. Công trình được thiết kế nền móng cao với 3 bậc tam cấp, ốp đá tự nhiên màu nâu tối, không chỉ tạo nên một mặt tiền thoáng đãng, nó còn giúp cân bằng tổng thể hình khối chung, tạo sự hài hòa giữa mặt tiền phía trên và phối cảnh sân vườn phía dưới. Ngoài ra, khi được xây dựng hợp lý,
Tuân theo tỷ lệ vàng về chiều cao bề mặt và cân đối sẽ giúp chủ nhà không chỉ thuận tiện trong sinh hoạt, giao thông hàng ngày mà còn giúp tăng vận khí tốt lành cho gia chủ. Đèn trang trí được bố trí treo trước hiên sảnh chính với độ cao nhất định, ốp sát trần tầng 1 và hiên mái tầng 2 giúp căn nhà trở nên lung linh hơn, đem đến sự thuận tiện cho chủ nhà trong sinh hoạt khi trời tối. Tại vị trí áp mái trên tầng thu hồi, mái to cũng như mái nhỏ, chúng tôi bố trí thiết kế ô thoáng thông gió với nhiều kiểu dáng và hình khối đa dạng, tăng tính thẩm mỹ, thúc đẩy lưu thông không khí, đồng thời tạo nên chi tiết kiến trúc riêng cho ngôi nhà. Lan can ở tầng 2, chúng tôi sử dụng kính cường lực 2 lớp. Thành lan can được sử dụng sắt phun sơn tĩnh điện màu tối, vừa tạo hình khối, đảm bảo tính an toàn, vừa tạo nét kiến trúc riêng cho công trình. Đối với thiết kế này, từ cửa chính đến cửa phụ, cũng như hệ thống cửa sổ, chúng tôi sử dụng cửa cái gỗ kết hợp pano kính cường lực 2 lớp. Hệ cửa này chịu nắng mưa khá tốt, chi phí lại phù hợp với kinh phí xây dựng của nhiều gia đình Việt. Khi sử dụng loại cửa này sẽ giúp ngôi nhà luôn hướng chọn không gian ánh sáng bên ngoài, không cần phải mở cửa để tránh bụi bẩn. Hệ thống rèm vừa giúp gia chủ giữ sự riêng tư cần thiết, vừa là vật liệu trang trí cho ngôi nhà thêm lung linh. Bản vẽ chi tiết hệ thống cửa được các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm của nhà đẹp ATZ tính toán kỹ lưỡng theo trạch lỗ ban, hài hòa về chiều rộng, chiều cao, ô thoáng cửa phù hợp thông gió, lấy sáng cho ngôi nhà. Bản vẽ chi tiết hệ thống cửa sẽ được chúng tôi gửi trước cho thợ mộc gia công phần khung học gỗ, tránh co ngót, cong vênh trong quá trình sử dụng sau này. Đối với phong cách mái thái thì hệ mái rất quan trọng, nó quyết định sự bề thế của công trình. Khi quan sát ở góc độ này, quý vị có thể thấy rõ hệ mái đồ sộ bao trùm toàn bộ công trình, như chiếc ô lớn che chở và bảo vệ không gian sống bên dưới. Nó như chiếc điều hòa tự nhiên kỳ diệu, làm cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi về đông. Hệ mái thái có độ dốc nhất định nên có tính năng tản nhiệt và chống nóng rất tốt. Khi mưa, nước sẽ trôi xuống ngay, không xảy ra hiện tượng ứ đọng nước trên mái. Điều này sẽ giúp bảo vệ mái nhà không bị thấm rột hay ngấm nước. Đó là lý do tại sao nhiều người lại ưa thích mẫu nhà mái thái đến vậy. Việc phân bố công năng bên trong ngôi nhà không chỉ dựa vào hướng đất, phong thủy mà quan trọng hơn chính là nhu cầu và kinh phí xây dựng của chủ nhà. Để đem đến cho khách hàng sự ưng ý và hài lòng với phương án thiết kế tối ưu nhất, chúng tôi luôn đến tận nơi khảo sát địa thế cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của khách hàng. Sau đây, mời các bạn quan sát công năng sử dụng bên trong ngôi nhà. Như quý vị đang thấy, trên màn hình là hình ảnh bản vẽ mô phỏng mặt bằng công năng tầng 1 của ngôi nhà. Công trình có chiều rộng 8,3m, chiều sâu là 16,2m, bao gồm khu vực sảnh chính, với công năng cụ thể bao gồm một phòng khách có diện tích 26,4m², một phòng ngủ có diện tích 12,6m², phòng bếp nấu kết hợp với phòng ăn có diện tích 19m². Khu nấu nướng được ngăn cách với khu để bàn ăn qua cửa cuốn vòm. Với thiết kế như vậy, ngôi nhà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và tiện nghi khi tách biệt được khu nấu nướng và khu để bàn ăn, và không gian vẫn rộng rãi và thông thoáng nhờ hạn chế được vách ngăn. Trong nhà, càng ít vách ngăn thì không gian sẽ càng rộng rãi. Khu vệ sinh khép kín ở tầng 1 được bố trí khéo léo tại góc trong cùng, tạo sự thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như tận dụng tối đa diện tích sử dụng cho căn nhà. Tại bếp có cửa phụ thông ra phía sau nhà, đây là điểm cộng lớn cho thiết kế ngôi nhà này.
Với thiết kế này, không khí trong bếp sẽ luôn được đối lưu thông thoáng. Mùi thức ăn khi nấu nướng sẽ bay ra ngoài, không ảnh hưởng đến nhà chính. Khu vực sân ướt được thiết kế khéo léo, giúp đảm bảo tối đa công năng sử dụng của ngôi nhà cho các thành viên trong gia đình. Đi lên tầng 2, công năng được bố trí thiết kế 2 phòng ngủ. Phòng ngủ 2 có diện tích 12,9 m². Phòng ngủ 3 có diện tích 13,2 m². Phòng thờ có diện tích 9 m². Phòng sinh hoạt chung có diện tích 13,7 m². Cả phòng thờ và phòng sinh hoạt chung đều được bố trí có cửa thông ra ban công, tạo sự thông thoáng và lưu thông không khí trong nhà. Cả hai khu vực đều được bố trí thông thoáng không có cửa. Với thiết kế như vậy, không gian căn nhà sẽ trở nên rộng rãi hơn. Khu vệ sinh được bố trí góc trong cùng cuối hành lang, là nơi kín đáo và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tầng 2 được bố trí khu vực sân phơi có diện tích 13,4 m². Tại đây có thể tận dụng để trồng hoa, trồng cây cảnh cũng như thiết kế trồng vườn rau mini vào thùng xốp, giúp cải tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Như vậy, chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn mẫu nhà mái thái 2 tầng với tông màu trắng làm chủ đạo. Khi quý anh chị lựa chọn sử dụng dịch vụ của nhà đẹp ATZ, chúng tôi sẽ đến tận nơi khảo sát hiện trạng khu đất, phong thủy, hướng đất, cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng để đem đến cho anh chị phương án triển khai tối ưu nhất. Khi quý anh chị lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ, bao gồm phong thủy, bản vẽ kiến trúc, phối cảnh 2D và 3D nội ngoại thất, chi tiết cửa, bản vẽ điện nước, chống sét, kết cấu bố trí thép, cột, móng, dầm, sàn, mái đều được chúng tôi thể hiện rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu và tách riêng từng phần để gia chủ cung cấp cho thợ thi công. Ngoài ra, chúng tôi cũng thống kê chi tiết số lượng vật liệu, hoạch toán chi phí theo giá thị trường để chủ nhà tham khảo. Bản vẽ thiết kế trong thi công ngôi nhà như là điểm đích để chủ nhà và thợ thi công cùng nhau hướng tới, tránh những hiểu lầm về số liệu và ý tưởng ngay từ ban đầu, không có những lãng phí về thời gian và kinh phí xây dựng không cần thiết cho cả hai bên trong quá trình thi công. Để sử dụng dịch vụ thiết kế của nhà đẹp ATZ, quý anh chị có thể truy cập vào trang web nhadepchannel.com hoặc fanpage nhà đẹp ATZ. Cách khác, anh chị có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết nối Zalo đến số điện thoại 0985 898 188 đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý, xin hãy comment bên dưới video để được giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.